Hai cho đam mê câu cá, xin chào các bạn nha. Hôm nay tiếp tục đi câu nha các bạn, vẫn là đi câu cá mè các bạn ơi. Hôm nay đi câu chung với ông chú nha các bạn. Ok các bạn, vẫn là bè mồi cũ, bè mồi khoanh ú chua nha các bạn. Ok, nếu có cá mình sẽ view cho các bạn xem nha. Bây giờ có cho xe gì mà ba đi xuống rồi. Rồi bây giờ đi, trời còn sớm nè, cá vô tới luôn rồi. Cá vô tới luôn rồi. Cá mè chứ cá gì? Đó, cũng bự bự nha, để nó vợt đi ông nội ơi. Cho chắc ăn. Vợt vợt lẹ lẹ. Trời ơi, ơi, cá vừa lên vuột luôn các bạn ơi. Khỏi cần gỡ các bạn. Ok, nếu có cá mình sẽ quay cho các bạn xem. Bắt đầu lên con thứ hai các bạn ơi. Từ á, tại nhợ nó còn dùng á. 9 giờ. Thấy thấy. Thấy mắc phao nãy giờ rồi mà. Nó không có dãy đâu. Cá này nó đóng là nó dính rồi, nó lôi nó mệt đâu từ ngoài kia rồi. Lên con thứ hai nha các bạn. Cá chạy mà. Có lấy vợt con không Khang? Hả? Có vợt vô luôn em. Cá vô tới nha các bạn. Có vợt không? Không có hả? Không có, vợt lên bờ luôn đi. Rồi, cá này nhỏ các bạn ơi. Cá này chừng 6-7 lạng các bạn. Rớt luôn. Rồi dở lên đây. Cho con làm màu cái. Ok nha các bạn. Nếu có cá mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Ở đây là thành quả của ngày hôm nay các bạn. Thành quả của bè mồi khoai lang ú chua các bạn. Hôm nay cũng được 2 con các bạn ơi. Hôm nay cá chậm ăn quá, đánh hai chú cháu đánh có 10 cần mà dính được có 2 con các bạn. Hôm nay cá chậm ăn. Ok các bạn. Các bạn thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ nhiều người cùng xem nha các bạn. Ok các bạn, hẹn gặp bạn sau những video tiếp theo. Ok, chào các bạn nha.